Ôi giời, toàn là cái gì ra? Ôi giời, toàn là cái gì ra? Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Lý Vlog nha. Hiện tại Lý đang ở đây thuộc xóm Địa Phật, thôn Lý Hòa, xã Nhân Hòa, huyện Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay Lý tiếp tục đi quay một cái video về đám cưới. Đám cưới ở đây thì cũng khá là đặc sắc, rất là nhiều cái đẹp, nhưng mà bão Yagi đã tàn phá khá nhiều. Anh em có thể thấy được rằng là những cái đồi núi ở đây này, cây bạch đàn là gãy là nhiều, cây keo là gãy nó cũng không được nhiều lắm, vừa vừa và là tầm 30-40%. Bây giờ mời các bạn cùng Lý đi vào trong khám phá xem đám cưới ở đây mọi người làm những gì nhiều các bạn nhé. Ở trong này là có một anh đang quay đợt quay các bạn. Đó, mình cùng đi vào xem vàng chưa các bạn nhỉ? Nóng chưa? Toát mồ hôi đấy. Vẫn là quay về lăng mâm mật hay là cái gì nhỉ? Bên trong là bên trong là lá mâm mật. Hà nào thì thơm đấy. Cho vào trong lực quay thì nó mới ngon. Đây là sản riêng của Lạng Sơn là cứ cho lá mâm mật vào nhỉ? Cho lá mâm mật vào. Hầu như là ai cũng ăn được lá mâm mật tại vì nó rất thơm nhỉ anh nhỉ? Ôi rồi, vàng lắm đấy anh nhỉ? Ừ, vàng rồi. Được khoảng đôi 30 phút là khả năng là được rồi đấy. Nhìn giọt nước chảy xuống thơm phức luôn rồi. Anh là có thì lần quay đám cưới nó phải có thì lần quay thì mới được. Là chưa được có chưa thì lần quay nó bảo là mất ngon. Đám cưới nó lại nó không thành công vậy đấy. À đấy. Ngày xưa người ta bảo chặt ra nó chuối bi này nọ ăn được, bây giờ thời đại mới phải có thịt lợn quay rồi. Ở đây ngoài trồng cây cối ra mọi người vẫn còn trồng ngô các bạn, ngô rồi là khoai sắn các kiểu các bạn. Đây là phía ngoài cổng các bạn. Đó, mình sẽ cùng các bạn đi vào xem mọi người làm những gì các bạn nhé. Bên ông anh kia là huấn luyện viên đấy nhỉ. Đang chỉ dạy. Đây là đang làm món nộp Lạng Sơn nhỉ. Nộp nhà mình là thấy hình như có xoài này với cả củ đậu rồi là cà rốt. Thôi tí còn có món gì nữa không? Các cô các chị em là thấy là dẻo luôn. Ở trong này có khá nhiều món các bạn. Phía bên này thì xôi đã làm xong các bạn, xôi cẩm luôn. Còn cái ớt này thì không biết là nấu thịt trâu các bạn. Anh em trong hôm qua nạp nhiều năng lượng quá nên phải ăn đồ chua. Đây là quả gì anh nhỉ, anh có biết không? Chua. Quả chua đây, chỉ biết thế thôi. Còn 5 rưỡi 6 giờ ăn. Cái quả này ở trên rừng, nói chung là cũng không biết có ai biết tên hay không. Lý cũng chẳng biết là tên là gì luôn các bạn. Dưới này là anh em làm món giò cũng đã xong rồi. Thịt gà thì cũng đang băm và chuẩn bị khách khứa chuẩn bị đến rồi các bạn. Thử ta xem chín không rồi. Xem có phải chín chưa? Miếng thịt là khá là ngon rồi đấy. Bây giờ mấy anh em là ăn tai với cả móng chân. Nhưng mà mỗi tuổi móng lại thiếu muối ở đây nhỉ? Thiếu muối. Đây, muối có đây, bên cao đây. Tưởng là chấm với nước chuối. Ui, chấm đi. Cái này là ơi, ngồi lại làm đi một thêm một ly nữa. Đâu rồi? Ở đây đây. Tiến làm đó. Tiến uống đi. Đây là ăn chuối. Ăn chuối. Ăn rau lợn. Chuối ngon đấy. Bạn nghe chuối lên với cái chén nữa. Chuối uống nước này.
Cái này lên rừng là cứ ăn cái lõi chuối là thoải mái rồi nhỉ. Đấy còn ăn xương nhỉ, mà con này xương thì có mỗi ít thịt thôi, toàn xương không thôi. Làm ít vitamin cay cay. Nhưng mà mỗi tội là ở đây chẩm chéo không ngon. Chẩm chéo bằng muối. Chẩm chéo bằng bột canh chứ. Chèo Lạc Sơn. Mấy ông già không ăn. Chèo Lạc Sơn một miếng là phải uống một ly rượu. Một miếng là phải một ly. Mà chưa ăn đấy nhá. Vô xong ăn nhá. Cầm trên tay đã nhỉ. Mùi để rượu ngon nhưng mà nó hơi cay. Uống xong thì làm miếng luôn. Thầy mời trưởng bếp một ly rượu. Rượu đây là rượu men lá. Mời trưởng bếp để quay đây là rượu men lá làm bằng ngô bạn, rượu ngô bạn. Rất là thơm, rất là ngon và rất là cay luôn. Uống rượu rồi ăn thịt rồi phải ăn ăn rau đấy. Lá chuối. Ăn sống luôn mà. Ôi rồi toàn là cái gì là. Má lại làm thêm một ly đấy nhỉ? Ai cho mình đấy? Ai cho uống thôi. Ủa, giòn thế. Ôi, đầy mất rồi. Ôi giời ơi, con một. Quay đi. Quay lên, không sợ đâu. Cho hắn lên đi. Quay lớn đi. Ui rồi, sắp đầy. Đó, quay luôn. Quay ba luôn. Nhóc biến đầu cao một tí. Bầu cũng góp phạt này. Nhưng cái đầu. Nhẹ tạch cả luôn. Thôi. Thôi. Tiếp để nó rớt. Tiếp thẻ khiến đi luôn đây. Không rồi. Nhưng mà có bến đấy chưa? Có cái gì che để bao em bao giờ cắn vô nó cắn tật nó cắn vô. Có chỗ để con lợn chưa? Sao phải rất sốc anh ạ? Đấy thì cố rất là nhiều món rồi anh em. Bây giờ là khách bây giờ thế rồi các bạn. Em thì sẽ cử một cô uống khỏe nhất trong làng. Bây giờ là mời rượu từng người. Thường là người dân tộc Dao ở đây thì sẽ uống rất là nhiều luôn các bạn. Hô, có nghĩa là uống đi, mọi người ơi. Uống xong tay nắm mặt mình các bạn. Như thế này thì các cô lại uống rượu. Vâng, chúc các cô uống nhiều vào nhá. Rồi, uống hết đấy. Các chị các cô đã uống rượu rồi các bạn. Đó, tổng là đẹp rồi nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Với cờ yêu điện lắm nhỉ, uống thêm vài ly nữa. Các cô bây giờ nó tục rồi các bạn ạ. Nó tục rồi. Đây là các cô nói tục rồi, mình chuyển sang quay ái khác rồi các bạn. Quay đến nãy là các cô nói tục nhiều quá vào kênh của lý thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Đây là hát si rồi. Mình hát si đấy, chứ nó khả năng là có hát si đây các em ạ. Tại vì ở đây mọi người cũng là tìm mọi người phải biết hát si thì mới hát được si ra. Hết trong là hát si đó. Các cô ở đây uống rượu rất là khỏe luôn anh em ạ. Cái mâm đang quay thì là đang được khách mời, là người tiếp khách thì có rất nhiều luôn.
Thank you.